xin chào mừng các bạn đang đến với chương trình tin tức của Sao. Và cũng không quên chúc cho các bạn cùng với gia đình có một ngày thật là vui tươi và tràn đầy hạnh phúc. Sau đây, xin mời các bạn hãy theo dõi chương trình của chúng tôi. Rồ tin Song Hye Kyo quay lại với Song Joong Ki vì bất ngờ đeo nhẫn cưới. Drama ly hôn của Song Joong Ki và Song Hye Kyo liên tục có những diễn biến phức tạp. Từ hình ảnh với tâm trạng buồn trên story Instagram được cho là ám chỉ liên quan đến Park Bo Gum, Song Hye Kyo lại đau đầu với những suy đoán từ truyền thông và người hâm mộ. Trang QQ của Trung Quốc ngày hôm nay bất ngờ có một bài viết với nội dung nghi ngờ Song Joong Ki và Song Hye Kyo tái hợp. Bất ngờ từ một hình ảnh chụp cách đây không lâu, Song Hye Kyo bị soi chiếc nhẫn trên tay. Báo chí xứ Trung rộn ràng đăng tin bác sĩ Kang đeo nhẫn cưới, rộ nghi vấn quay lại với Song Joong Ki. Trang QQ còn viết thêm, mặc dù không thể rõ hình ảnh của chiếc nhẫn, tuy nhiên nó lại rất giống hình ảnh của chiếc nhẫn cưới. Chính vì vậy nét tin mới râm ran tin Song Hye Kyo và Song Joong Ki tái hợp. Ngoài ra, trong một story mới nhất, Song Hye Kyo cũng gây tò mò khi chia sẻ hình ảnh ca khúc Jiaran do ca sĩ Hyegun thể hiện. Trong đó lời bài hát ngọt ngào và nhiều ẩn ý, bất cứ khi nào em hỏi anh cảm thấy như thế nào, hãy nhớ rằng câu trả lời của anh luôn là em. Mặc dù vậy, nét tin lại cho rằng đeo nhẫn ở ngón giữa hoàn toàn không có ý nghĩa gì đặc biệt. Chính vì vậy nên không thể kết luận được rằng Song Joong Ki và Song Hye Kyo như báo chí đã đồn. Kể từ khi công bố tin ly hôn cho đến nay, lý do khiến cả hai đường ai nấy đi vẫn chưa được hai bên công bố rõ ràng. Thông tin mới nhất cho biết Song Joong Ki đã quyết định dứt áo ra đi, khởi tố công ty quản lý Florum Entertainment chỉ sau một ngày. Có tin đồn Song Hye Kyo có động thái suy đoán là ấp mở với Park Bo Gum.